Rồi. Xin chào mọi người. Hôm nay là thứ bảy, như hàng tuần thì thứ bảy mình sẽ livestream một máy nhân VunHub nhé. Thì hôm nay mình sẽ livestream cái máy có tên là Sunset Midnight. Đấy, Sunset Midnight là kỳ nghỉ lễ sắp tới đúng không? Ok, mình sẽ làm một bài kỳ nghỉ lễ sắp tới, chúng ta nghỉ lễ 4 ngày cơ mà. Thì khả năng livestream mình sẽ không livestream vào ngày nghỉ đấy vì mình đi du lịch. Ok. Rồi, cảm ơn mọi người. Thì mình sẽ bắt đầu bài hôm nay thì chúng ta cùng xem là nó có gì khai thác. Đó. Rồi, bước đầu tiên thì chúng ta luôn luôn là phải tìm vị trí IP của vector team đúng không? Ok, mình tìm thấy vector team. Rồi, mình ra IP là 10 đến 10.62 đúng không? Sau khi có vị trí IP rồi, mình sẽ thực hiện cái lệnh là tìm cái cổng dịch vụ của máy đang mở. Đó, mình dùng là map. Đó, mình thấy ở đây nó mở cái cổng như nào? 2280 và nó public cả cổng 3306 MySQL. Điều này rất nguy hiểm này. Việc public cái cổng database ra ngoài internet sâu ra để mọi hacker thì thấy được. Thì hacker này rất dùng rất nhiều công cụ để nó làm gì, nó khai thác và rồi thấy được thông tin của hệ thống ấy, từ db các kiểu của hệ thống để nó tấn công. Rồi thì đây bạn thấy là nó dùng MySQL vô dùng cũ này, 5.5.5 này đấy, MariaDB, và có một cái domain là sunset.midnight ở đây đó. Ok, bây giờ mình sẽ phải tạo một cái domain như thế. Bỏ một số. Ok. Quy đi thêm sửa file hot rồi mình sẽ vô web xem có gì nhá. Ok, vô web này vào bằng domain. Chờ tí xem nó đôi lát nào. 10.10.10.62. Ok, Sunset Midnight đúng không? Ra xem có gì nào. Bây giờ sim rồi mình thử cái xem nó có trang login ở VKP admin không, không thấy gì cả. P mình thử xem trang vkp login.php là cái chữ bình thường đúng không, nhưng mà đây nó tên của Google, mình http sẽ xung xuống đây đấy, chờ tí xem như nào nhé, thử không có thử thử quyết với đây là cái bên login. Đồng thời vì nó public cổng 3306 đúng không, thì mình sẽ thử công cụ Hydra để mình à đây cho login ở đây nhá. À, mình sẽ thử công cụ Hydra để crack MySQL account gì đó đúng không, đây cracking Hydra SQL password, thử dùng Hydra nhá. Thường user hay dùng root gì đó, root hoặc là admin thì thường người hay là nên root đây MySQL đây hình là chỉ là user gì đó, thường thường mình test thử user root nhá, thì test thử biết thôi. Chữ p user share
Polis rock cây TXT đúng không? Rock cây UTXT để mình khai thác này. Rock cây UTXT. Rock cây UTXT này. Đấy, rồi nhá, sau khi rock cây UTXT rồi. Rock cây UTXT rồi, mình sẽ dịch vụ đến IP là 10.10.10.62. Dịch vụ là MySQL. Rồi, chờ xem như nào nhé. Chờ thôi. Ồ, rất nhanh chóng. Chúng ta tìm được mật khẩu là Rod và Robert. Rồi, giờ login như nào? Mình sẽ làm login như thế đúng không? MySQL của nó là gì? Rod này. Robert. Rất là nguy hiểm về cái lỗi này đúng không? Robert. Rồi, SQL, MySQL. Click của MySQL. Chưa có mình sẽ cài install MySQL. Kali thì lệnh MySQL chưa có đâu. Cài bản mới nhất đi. Đây. Make it không có. Tìm thông tin nếu CTL và root OS view Dipan của mình là Dipan nhá. Dipan này sẽ Dipan 41 đó. Mình chọn Dipan thì thôi đi ban cho street đi. Ok. Ok. Update. Rồi. Server chữ y. Ồ, vẫn chưa cài được. Ok, mình tìm cái cách này không ăn thua. Kali. Rồi thử xem lại nhé, mình thử lại nhé. Ok rồi. Không cài được.
Thằng Vale đi B em nè. Không được. Ok, tiếp tục nhé. Tiếp tục ở đây là from. Từ table chúng ta là WP user đúng không? Rồi, chúng ta có user admin này. Thế một mật khẩu là dạng của cũng admin nhỉ. Ok, mình sẽ lên trang là cái gì đây, mình sẽ có một trang là crack mật khẩu, gọi là crack hash một trang hash như này. Sẽ rất nhiều loại mã băm, có mã băm của WordPress nữa, xem nó là submit là cái loại gì không, không biết là loại gì được. Bỏ đô la ở đầu đi xem nào. Submit là gì nhỉ? À có dấu swap. Sorry. Khả năng là có dấu swap không nhận định được. Bỏ sau đi nhá. Lại nè. À quên, sorry. Bỏ swap này. Bỏ cái này đi này. Mật khẩu là PD VC ZQH Search. Cũng không giải mã được. Ok. Ok, vậy mình sẽ tạo, ok, mình sẽ tạo ra một cái gọi là đây nhá. Mình sẽ tạo ra một cái, mình sẽ tạo động user khác và sửa mật khẩu của nó đi, định dạng khác đi. Cyber chip. Đấy, tạo ra một định dạng khác đúng không? Tạo ra một dạng mật khẩu khác cho bọn này, sửa bảng với cái user đi. Rồi mình sẽ sửa đây là 1 2 3 4 5 6. Rồi của mình sẽ là MD5, mã hóa MD5 để tính ra một cái mật khẩu đó. Rồi mình sẽ có một câu lệnh sửa đúng không, sẽ có một cái lệnh là update nhé, không có bây gọi update này. Đấy, bảng gì với cái p user đúng không. Đấy, thông tin cái update là user path, trường user path đúng không. Đây mình mở lại cái này, trường user path đó bằng, mình sẽ cho giá trị này vào nó bằng này đúng không, where với giá trị where, id set bằng 1 tức là id của chúng ta bằng 1, id tức là cái cột admin này. Đâu nhỉ, cột admin đâu. Đây là ID 1 đó. Rồi mình sẽ thử chạy nhá. Mình sẽ thử chạy đúng không? Cái user thêm cho chị set này nữa. Where. Rồi mình chạy thử nhá. Syntax không đúng. À, update nhầm chính tả. Sorry mọi người, update nhá. Nhầm chính tả chút. Rồi, ok, thành công. Show lại table nhá. Chúng ta đã update thành công này. Bây giờ mình sẽ thử login với user đấy xem nào nhá. Đâu gì. Nó lại web này, chờ tí, cho nó lại tí đã. Ok, mình sẽ nhập admin. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, ok, remit letter, kệ đi. Back to. Rồi, mình sẽ vào phần cấu hình của nó đúng không? Có phần appear này, theme editor, chỉnh sửa theme các kiểu ấy. Đấy, mình sẽ sửa một cái theme phần nào đó, ví dụ có cái mình đang dùng hiện tại là như này đúng không? Ví dụ sửa phần header chẳng hạn, theme header chẳng hạn. Sửa mình thay bằng code là của hội PHP Revert Cell.
Edit team header này đi. Mình đổi nội dung code sửa thành IP kia, update cái rồi truy vấn thử nhá. Mình sẽ thử sửa cái này nhá. Mình xóa cái này đi. Đấy, mình vào đây. Cái bên của sale. Vào. C đúng không? Mình sẽ sửa cái team này. Mình sẽ đồng thời trên máy Kali của mình netcat -rnvb đi 44 đi chẳng hạn. Đó. Rồi sửa địa chỉ IP ở đây. Đấy, mà hacker chúng ta đúng không? 10.10.10.13 port 44. Ok ta xem kết quả thế nào. Đẹp đi cũ đi đã, chờ một lỗi xem đã. Mình sẽ thử xem là 404. Lỗi nè, lỗi gì đó. À, PHP.PHP này. Như page, giải page như này. Đây là trên kiểu PHP lọc PHP. Đấy, ok, mình tự thử PHP lọc PHP ra sao nhé. Mình sẽ vào lại meter này. Lại chỗ header đi. Để header này. PP lòng PP đúng không? Mình sẽ đổi cái code ở đoạn giữa này đi. Đấy, mình lồng cái đoạn code inject của chúng ta vào xem thế nào nhé. Mình sửa lại cái chỗ bọt lắng nghe và IP tấn công đúng không? Mình IP hacker ở đây 10.10.10.13 444 đúng không? Kiểm tra lại một chút xem IP của mình có 10.13 chưa. Rồi ok, vẫn lắng nghe đúng không? Thứ hai xem lại đây tôi xem như là này. Chưa thấy có gì, chờ thử xem sao. Nó vẫn bị lỗi đấy đúng không? Ok, vẫn bị lỗi này. Không thể trích lỗi PHP reverse, bạn cần ăn upload PHP file và thay đổi. Nghĩa là sử dụng một FTP. Để mình thử xem nào. Mình sẽ thử em nhé, header PHP xem nào nhé. Header.php đúng không? Header.php thử xem. Xem có đọc không? Test thử phát xem. Xem đang chạy không?
Rồi mình sẽ thứ điệp lên rồi centimeter, mình sẽ sửa kiểu khác nhé, mình sẽ chèn vào đoạn cốt bốn đi, đây là PP lòng PP đúng không? Mình sẽ thử chỗ này nhé, chèn một cốt như này, đấy, C và D, cốt chúng ta như thế này, trước cái PP đây, đây mình sẽ là hai vector error 404 PP đúng không? Rồi 404 PP cho nó, mình sẽ chèn nó vào giữa giữa đi. Đây phần cuối. Đó. Chờ tí như nào nhé. Cái này vẫn lỗi đúng không? Mình sẽ thử công cụ. Công cụ có tên là WP WordPress plugin mang create, tức là một plugin cái lỗi hệ thống ấy, lỗi gọi là leo thang hoặc là gọi là có gì vào kết nối CNC ấy. Đó thì trường hợp lại báo lỗi với cho mình sửa bất kỳ điều gì thêm sớt trước nó thật lỗi như này đúng không? Ok, mình sẽ sửa cách này. Sau đó mình sẽ làm gì? Đấy, mình sẽ sinh ra mã độc từ trong thư mục này đúng không? Đây, có thư mục WordPress post, mình gọi Python chạy cái đấy nhá. Đó, đây là IP lhotlpot port đúng không? 10.10.10.62.444. Đấy, để lắng nghe. Lport là 80. Lport là máy victim hacker chúng ta cơ, chấm 13 nhé, lport là 44. Yes, cho bằng nghe bằng tay đúng không? Rồi mình chạy nó tạo file, rồi mình sẽ upload lên WordPress đúng không? Đang tạm chờ thôi. Rồi nó tạo xong. Nó vào đây luôn rồi. Bài tạo ra ở đâu ấy nhỉ ta? Đây, markirot.zip tại thư mục này luôn. Rồi, bây giờ mình sang cái này. Cần dừng cái chữ này lại. Xem như cái đi. Giờ là đây. Rồi. Copy marius.zip ra suộc home, suộc attacker desktop để mình upload lên nhé. Rồi sau đó mình ở đây mình vào mục plugin đâu nhỉ, plugin vp đi, chờ thì cho load thì đã. Rồi add new, mình upload plugin lên nhé, upload lên cái file ngoài desktop đây. Open. Trước khi bấm install now mình chạy lại exploit xong. Rồi lắng nghe này. Install. Kết quả bên này của mình là gì? Chờ tí chân nó nhé. Rồi đã cài xong Active Plugin, chưa thấy gì cả, Plugin đã active, nó đâu? Không thấy gì cả, không thấy gì cả,
Ok, mình phải tìm đúng cái theme của nó mới sướng nhé. Đây theme editor. Ok, mình sửa rồi, bây giờ mình sẽ sửa. Rồi bây giờ mình sẽ lắng nghe kết nối. Nào, ok. Lắng nghe kết nối 4 đúng không? Được. Không. Rồi, bốn sẽ là đây, xe đi. Nghe lại này. Không được. Thế thì mình sửa header nào. Test thử hết ngay. Rồi, thử header này. Mười chấm mười chấm mười chấm hai ba. Hoặc nó update. Rồi, thêm thêm cái tin này coi như mình tin này đi, mình sửa thêm 29. Đây đúng nhỉ, team kiểm tra lại tên team chút, vì sai tên cái là mình sẽ không biết thế nào mà lần đâu. Đây, team 27 team đúng không, chờ tí nhé. Đây là team 2020 đúng không, 2020. Thử lại đẹp 44 lên. 2020. Rồi, ok. Rồi, chúng ta đã có lắng nghe thành công. Tuyệt vời đúng không? Rồi mình sẽ thêm một số lệnh khác để cho chúng ta có thi tiêu sale này. Để chúng ta thêm một số lệnh nó hay hơn. Này thi tiêu sale Python đó, đúng không? Quick Python 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 đúng không? Rồi, export term và extern. Rồi, ok. Mình sẽ dùng một số lệnh nữa. Ở đây có lệnh đây quantity extra fg. Để dùng như hát luôn. Rồi.
CD Stockholm, LS này, CD có Zone, vâng, đấy, LS, CLA. Các user thiết kế trước, bạn không quyền. Ok, từ sudo CLA này, không có gì cả. Mình thử cd software.html xem nó có gì là cd WordPress, xem file cấu hình của nó, cat file cấu hình em này, bkp config. Trong file bkp config chúng ta có user zone và mật khẩu là ngoài cái này. Ok, mình thử được cái này rồi, mình sẽ thử su Rose mật khẩu lòng vòng. Được, thành công, ngon quá. Rồi cắt được user cho tích tế. Rồi, ok, mình có đầu tiên đúng không? Bây giờ xem leo thang có không? Sudo chưa là không có gì đâu. Không có gì cả. ID cũng nhìn đây cũng chả có quyền gì khai thác cả. Mình sẽ sử dụng lệnh file swap trừ f trừ tai f trừ u bằng sc tìm quyền đấy, hai quyền quyền đưa đấy số f luôn, tìm những cái quyền mà chúng ta có thể leo thang được mà dưới quyền của root hoặc mật khẩu chẳng hạn. Bơm u nghe, chờ một tí nhé. Có lệnh status này, sudo này. Ok, mình thì tiểu lệnh status như nào nhé. Có trang ghto pin, tfo pin, xem status này, status có, thử xem status escapes này, private leo thang đây, status private root này có không, có link zoom loại x. Quiz status comment. Comment. Không có. Có một cách để leo thang cái status đó, đó chính là mình sẽ thử xem là cái status đó chạy lệnh gì đúng không? String này, số user hướng dẫn của ta thấy là user pin status đúng không? Giao dịch cụ gì với ngay? Status grep string service service cho xem là dụ gì. Ok, service eh status. Rồi, chúng ta thấy status eh là không là mật khẩu. Ok. Vậy thì mình sẽ x cho path ra. Rồi mình sẽ export thêm một cái biến nữa, biến path này bằng tmp. Hai chấm đồ là path nữa đúng không? Để chúng ta sẽ tạo ra một cái cell ở trong tmp của chúng ta. Đấy, số tmp mình sẽ extract một giá trị là số pin, số path vào
cái file có tên là service để chạy. Wow, service để chạy là quyền đấy ha. Pass service này. Rồi, mình sẽ cấp quyền service đúng không? Cho nó chạy thực thi. Rồi, sau đó mình sẽ chạy lệnh gì? Swap user, swap pin, status. Không cần mật khẩu mà. Rồi, chúng ta ra quyền root, thấy không? ID root này. Đó, ID. Chúng ta root thành công rồi. Rồi. CD swap root lấy CLA. Đấy. Cắt root chấm tích đi thôi. Rồi, ok, một kỳ nghỉ dưỡng. Ok, đã hoàn thành bài của chúng ta làm ra buổi hôm nay. Cảm ơn mọi người đã đợi livestream của mình. Này, hẹn mọi người sau kỳ nghỉ lễ nhé. Tạm biệt mọi người. Chào mọi người, chào tạm biệt.